Chào các bạn, ở đây là một chiếc LG G5 và trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái giao diện phần mềm của nó. Thì ngay lúc này bạn thấy là đây là home screen, nhưng mà có một điểm lạ so với các đời LG trước là bạn không thấy cái nút App Drawer đâu hết. Thì nó đâu rồi? Trên G5 LG họ đã bỏ hẳn cái App Drawer rồi, là nơi mà liệt kê những cái ứng dụng mà bạn đã cài hoặc là ứng dụng mà LG họ cung cấp sẵn. Thay vào đó, toàn bộ app bây giờ sẽ được đưa ra home screen và nó sẽ nằm ở những trang sau. Cái cách bố trí như thế này gần giống với lại iPhone, và trong thời gian gần đây thì nhiều cái hãng Android cũng đã áp dụng theo cái kiểu bố trí như thế này, ví dụ như là Huawei và gần đây nhất là LG. Thì mình rất là thích cái kiểu để bố trí icon như thế này, bởi vì mình có thể truy cập app nhanh hơn và tiết kiệm được một thao tác nhấn so với lại bạn phải mở app drawer rồi kéo 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 để mà tìm cái app mà bạn muốn chạy. Nhưng mà cái cách bố trí này của LG thì nó còn một cái điểm hạn chế, đó là nó chưa có tính năng search nhanh. Bạn muốn search app thì bạn buộc phải bấm lên cái thanh widget Google này, và giả sử như bạn đang sử dụng một tay thì lúc đó cái việc với lên nhấn sẽ rất là khó khăn. Trong khi đó chẳng hạn như trên iPhone hay là trên Huawei đi, thì bạn có thể kéo ngón tay xuống và lúc đó một cái thanh search nhanh nó sẽ xuất hiện, bạn chỉ việc gõ bàn phím ở dưới này là mở được cái app của bạn thôi. Và cũng liên quan tới giao diện thì bạn thấy là ở đây mình có một cái bàn phím tiếng Việt. Đây là cái bàn phím tiếng Việt mà LG họ tích hợp sẵn cho G5, bạn không cần phải cài thêm gì hết. So với lại những cái thế hệ trước thì mình có cảm giác như là cái bàn phím này nó nhạy hơn, nó hoạt động nhanh chóng hơn và nhận chính xác hơn. Đặc biệt là mình rất là thích cái cách mà LG họ thiết kế bố cục cho cái bàn phím này. Những cái kích thước phím nó cực kỳ hợp lý với lại tổng thể của chiếc G5. Do đó nếu mà bạn dùng một tay hoặc bạn dùng hai tay gì mà bạn gõ thì đều cho lại một cái cảm giác cực kỳ tốt. Có một cái điểm mà mình chưa hài lòng ở cái bàn phím này, đó là khả năng tự nhận biết những cái chữ không phải tiếng Việt nó chưa thật sự tốt như là một số cái bộ gõ bên ngoài mình từng sử dụng, ví dụ như là la bàn kỳ hay là gõ tiếng Việt chẳng hạn. Thì với cái dòng password của mình á thì những cái bộ gõ kia nó nhận ra rất là tốt và nó không tự bỏ dấu. Trong khi đó cái bộ gõ mặc định của LG thì nó bỏ dấu lung tung vào hết, cho nên những cái lần đầu sử dụng thì mình bị sai password rất là nhiều. Bây giờ thì quen rồi thì biết mà nhấn hai lần hoặc là kiểm tra lại password trước khi setup thì sẽ không có bị vấn đề đó nữa. Hơi tiếc một chút là cái độ phân giải hiển thị của màn hình này á nó vẫn còn là mức 360 nhưng cho 640. Thì mình sẽ mở cái trang hiển thị ra, What is my resolution, thì bạn thấy là nó vẫn đang được thiết lập mặc định ở mức 360 x 640. Đây là một cái mức rất là phổ biến ở những cái máy 4,7 inch tới 5 inch. Thì mình không rõ là LG vì sao họ lại áp dụng cái mức này cho chiếc LG G5 vốn có màn hình lớn hơn một chút là 5,2 inch. Mình nghĩ là con số này đối với màn hình của G5 thì nên là khoảng 400 mấy, thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn được nhiều nội dung hơn trên màn hình. Thì độ phân giải hiển thị mình cũng đã chia sẻ với anh em nhiều trước đây rồi, thì anh em có thể coi lại những video trước hoặc là xem link bài viết trên Tinh Tế. Nhưng mà nếu mà bạn muốn đổi cái con số này thì cũng không sao, chúng ta vẫn có thể dùng một số công cụ để mà đổi được ở ngay trẻ trên chiếc G5 này. Bây giờ mình chưa đổi thì sau này mình sẽ đổi và mình sẽ có thể là sẽ có bài hướng dẫn cho anh em xem. Nói về giao diện khác của hệ thống thì bạn thấy là bây giờ cái thanh Notification và thanh status bây giờ nó rất là gọn. LG họ thay những cái mảng xám xanh lúc trước bằng những mảng trắng, do đó bạn cảm giác là cái phần này nó thoáng hơn, nó rộng rãi hơn và nó đẹp hơn rất là nhiều, cũng như là bạn dễ nhận thấy những cái icon bên dưới. Tương tự nếu mà bạn vào setting đó, thì lúc này nó cũng có nhiều mảng trắng hơn, bạn thao tác dễ dàng hơn. Rất là tuyệt vời. Nói về setting này thì có một cái mà mình không hài lòng, đó là đây là giao diện mặc định của nó, thì nó có rất là nhiều tab khác nhau. Thì những cái tab này á, mới đầu nó làm mình rối, bởi vì mình đang muốn tìm một cái chức năng nào đó nhưng mà mình lại phải suy nghĩ thêm là cái chức năng đó nó có thể nằm ở theo mục nào. Trong khi đó nếu mà mình chuyển lại ở cái dạng list đó thì mình cứ kéo từ trên xuống dưới thôi, khi nào gặp cái tính năng của mình muốn thì mình có thể chạm vào. Tất nhiên là bạn cũng có thể xài được thêm cái tính năng search ở trên đây thì nó search nhanh hơn, nhưng mà không phải cái nào cũng search ra. Ví dụ như mình gõ chữ thông báo thì không biết tại sao cái mục tin nhắn và thông báo nó lại không xuất hiện, trong khi gõ tin nhắn thì lại ra, có lẽ là nó truy xuất, nó tìm kiếm những cái chữ đầu tiên. Còn giao diện của cái app mặc định, ví dụ như là tin nhắn nè, hay là trình gọi điện nè, hoặc là ứng dụng nghe nhạc nè, đây, thì bạn thấy là nó cũng khá là giống với lại trên G4 cũng như là LG V10. Chỉ có một số điểm như là cái thanh tab á, bây giờ nó không còn là một cái ô tròn để đánh dấu tab đang chọn nữa mà đổi thành một cái gạch ngang bên dưới, thì nó theo cái thiết kế material design tốt hơn. Nếu mà mình mở thử những cái icon ở đây thì những cái icon cũng đã được làm mới lại theo kiểu hiện đại và đẹp mắt hơn. Mình rất là thích những cái kiểu icon mới này chứ không có thích cái kiểu icon cũ như là trên V10 hay là G4. Cái điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái giao diện Blur. Thì Blur là một cái thứ mà trong mờ,
mà ít thấy mấy anh Android áp dụng, chỉ xuất hiện trên iPhone thôi, nhưng mà LG thì họ đưa vào cái giao diện của mình luôn. Ví dụ như mình chọn phần cỡ chữ như thế này thì bạn thấy á, bình thường với những cái máy Android khác thì cái phần nền bên dưới á, nó vẫn sẽ rõ nhưng mà nó đen lại để bạn tập trung vào phía trước. Còn ở trên G5 á, thì mình nhận thấy là nó hơi mờ một chút. Đó, bạn thấy những cái chi tiết phía sau nó vẫn có nha, có điều là nó bị làm mờ đi. Thì mình thích cái kiểu blur như thế này hơn, bởi vì nó sẽ làm chúng ta tập trung tốt hơn vào cái hộp thoại, cái gọi là modal này. Đó, những cái modal này nó sẽ hiển thị rõ hơn và bạn có thể tập trung chọn nó trước khi mà nhìn những cái thứ khác trong giao diện. Thì hiện tại mình chia sẻ với anh em như đó, mình sẽ mượn thêm một con V10 nữa để mà mình so sánh trực tiếp về những cái app hệ thống cũng như là những cái điểm khác biệt giữa giao diện của hai cái máy này. Xin cảm ơn các bạn.